À, cô xin chào tất cả cô chú anh chị. À, thì trước mắt cô chú anh chị đây là một cái bụi am ba xưa, nó rất là lùm như hình đây, cây khỏe lùm đẹp. Giá con bán cái cây này là 16.000 một cây, và đặc biệt cô chú anh chị mua 10 cây thì con sẽ bao ship. Cái này về mình trồng rất lợi nha, về mình có thể từ một cốc mình tách ra rất là nhiều cốc. Tiếp theo đây là cây thọ xưa, một dòng cây cũng tương đối là chuộng ở một thời gian gần đây, cây thọ xưa đây. À, giá của em này là 12.000 một cây, 10 cây con bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc nhé. 12.000 một cây, 10 cây bao ship toàn quốc. Đây là với cây thọ xưa, cô chú anh chị có thể mua lẫn lộn được. Tiếp theo là con sẽ giới thiệu cô chú anh chị hai cái dòng cây bò vàng và cây bò tím. Thì nó tương đối như nhau, thì con chỉ quay một cây bò tím thôi. Cô chú anh chị nhìn cây rất là khỏe lực, về mình thay ra chậu lớn trồng rất là nhanh lớn nha. 12.000 một cây, 10 cây bao ship. Tiếp đến nữa là cái cây 10 bích, giá cũng đồng giá hết, chỉ có cây am ba xưa thì là 16.000, tại vì cây nó bụi lùm, 12.000 10 cây bao ship, nó rất là đẹp như hình. Tiếp theo đây là cây thọ đỏ Kiên Giang. Thọ đỏ Kiên Giang thì thân nó có vẻ cứng cáp hơn và nó mập hơn. Thọ đỏ. Đây, cô chú anh chị về mình sưu tầm. Đồng giá 12.000 hết nha cô chú anh chị nha. Đây là cây chớp Enobi hàng chuẩn hoa. Giá 40.000. Loại này thì con bán 40.000 một chậu. Rồi cô chú anh chị mua từ 3 chậu thì bên con sẽ bao ship nha. 40.000 một chậu chớp Enobi, 3 chậu bao ship. Cây này thì đa phần nó đẻ kỳ là nhiều. Tiếp theo là đối với cây cây này là cây vàng lưỡi đỏ hàng lá biên. Thì cây này nó không được to lắm, nhỏ. Giá con bán là 16.000 một cây, 10 cây con bao ship cho cô chú chị nha. Số lượng còn không có nhiều. Cái loại này số lượng thì không có nhiều, chậm lớn. Được cái nó lá biên rất là đặc sắc. Tiếp theo là cây quáng long, con về được một lô như hình. Quáng long thì là giá con bán là 3 chậu là 160.000 bao ship. Đối với cây quáng long, 3 chậu 160.000 bao ship, nó rất là đẹp. Tiếp theo là cây bà liễu xưa, giá cũng là 12.000, 12.000 một cây. Đây là cây bà liễu xưa, 12.000 một cây, 10 cây thì con bao ship. Hoặc cô chú anh chị có thể gộp nhiều cây lại, nhiều loại thành một cây con vật bao ship. Cái cây bên soda thì nó không được to, bên soda thơm. Giá cũng là 12.000 một cây, 10 cây bao ship. Con cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video từ đầu đến giờ nha. Hẹn gặp lại cô chú.